Giờ mình bắt đầu rửa rau rồi các bạn. Các bạn xem không? Cái phần rau á, nhìn nó tươi ngon dễ sợ các bạn thấy không? Đó, đây. Rồi là mình đã chuẩn bị cua xong rồi đó các bạn thấy cua lột không? Cái hồi nãy mình chưa có quay cua lột cho mọi người ha. Đây. Đó, các bạn thấy nó mềm không? Đó, nó mềm như gì nè. Đó, mà loại này là loại bự các bạn. Đó, thấy không? Bây giờ đã đông xong rồi. Đây, cua nhúng vô trứng. Rồi bắt đầu mình vớt ra rồi mình nhúng vô bột. Rồi chiên. Từ từ cái ông nội này làm nhanh quá vậy. Và chị em nhà mình ăn lễ hoành tráng bằng cua lột chiên xù và cái dẻ rau ở ngoài vườn. Hồi nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Rồi, tất cả đều ngoài vườn hết các bạn, kể cả dưa leo luôn các bạn. Đó, dưa leo rồi, trái dưa leo rồi. Dưa leo các bạn thấy không? To dễ sợ. Thầy tới, thầy giấu vô. Đại ca tới. Giấu cái chén mắm lên để hình làm đổ. Bây giờ mình sẽ gói rau. Ở nhà đó em phải xó. Ngon thơm. Kéo. Giấu nữa, khỏi nó. Hồi nãy chị bẻ hay chị cắt vậy? Bẻ hả? Cắt đi. Các bạn. Cô lột, lần đầu tiên mình ăn món này luôn mọi người. Ngon quá. Cái phần cua nó mặn mặn. Phần cua nó mặn mặn ngon. Em về con mâm mâm. Nè, mâm miếng cho mẹ nè. Em về mấy em nay không ăn. Sẵn nước mắm cái muối ăn luôn. Sẵn nước mắm. Lễ chua lai phao mà hay ha, chua lai phao của chị ngay ngày thứ năm ha. Ủa chị xin nghỉ mốt đổi giờ luôn hay là chỉ có bữa nay thôi? Nghỉ luôn ha, đổi giờ luôn à. Ngon quá các bạn ơi. Đóng trống ngoài càng không em? Quên, nãy giờ quên mời mọi người. Mời mọi người nha. Ăn rồi mới mời vô viên quá. Thôi bây giờ mời lại nè, mời nguyên con nè mọi người, mời mọi người nha. À, bữa quay video á em quên mời cái họ la, họ nói người ta muốn ăn chung với em không mời làm sao ăn nên nói quên. Nó bay rồi. Mẹ tại ai còn cánh á. Cái nước mắm này hồi nãy mình làm nó còn á, cho nên đem ra ăn luôn, khỏi phải làm nè. Dạ ta. Em nói với cậu này thơm. Dạ, nãy em có gói. Ăn thơm, cần. Dạ, thơm không? Ngon không? Ngon. Dễ dám chơi của người ta. Ngon ngon. Cho 10 điểm. Cho 10 điểm. Chơi dở muốn ông nghĩ làm cho ăn. Cái lá tía tôi nhìn đã không ạ? Thơm ghê.
Hồi nãy nè, mình quên cho các bạn xem cái này là cần tay nè, cần nước nữa mày. Cần nước mà nó bị đẹp quá, có chút xíu rồi. Cuốn cho nó bể chén bỏ ra ngoài cho nó đứng ra. Chút đi. Anh ăn chưa? Anh ăn chưa? Nói em cuốn cho. À, nó nói em ok, vậy để em cuốn nè. Giờ lấy chén thử. Đắt cho con đi vô, vô chơi đi, vô chơi đi. Đi vô chơi đi, chút xíu mà bắt đi. Mọi người biết không? Ở nhà này không ai chịu lên hình hết trơn á. Cho nên á có một mình Minh lên hình nè. Ai mà ai chỉ máy quay cũng sợ chạy trốn hết trơn á. Tí nữa nha, tí bà bác nó ngủ rồi, nó ngủ rồi, tí tí bà bác kìa. Cứu bà bác kìa. Ừ, thơm. Cái hôm hôm bữa chị Loan em nói á, rau này á là ăn bánh xèo được rồi đó. Tí nữa bà bác tiếp nha. Em nói rau này là của mình là cắt vô một rổ gì làm bánh xèo rồi, vô tư luôn. Thay vì mình đi chợ mình mua mấy cái rau này chắc cũng nhiêu gần 10 đồng không? Cái tiền không, cứ bịch chút xíu vậy 99 sen hoặc là có cái 2 đồng mấy. Dạ, 2 đồng mấy 1 đồng nữa mà cứ làm liên tục. Cỡ 4-5 dĩ đúng không? 4-5 dĩ mới được một rổ rổ rau. Cho anh thêm miếng bánh tráng. Nè, cố nè. Làm mạng quá anh vậy. Đi bớt. Vô leo nè nghe chị. Bên đây nữa nè nghe. Thấy. Ngon chưa lắm. Ngon quá. Còn keo gì đó, ở chỗ cá. Hết sỉ. Dở em bữa lấy một con chiên sao nó ăn dở. Không, em nói để em chiên sao mà nó xẹp lép à. Cũng làm thôi. Nè. Chán của anh nè. Bởi vì bữa nay anh kêu em chiên hồi nãy chị Loan nói gì, bịch bột ổng kêu là đưa cho em hả? Em nói thôi đi cho anh hỏi, đưa cho tôi là coi như khỏi ăn luôn. Biểu nói em chiên thì đó, kêu em chiên chắc là coi như là bữa nay là không có phải, không phải chữ ngon mà nên là dở. Nó đổi thành chữ dở nè. Anh ăn đi rồi em cuốn thêm nè. Mời tất cả mọi người nha. Cứ hai củ nhưng củ ăn gì trời. Em thấy không có sao để. Tư á nó mới có thịt ăn. Mà chưa đẻ nó giò không có thịt. Trời ơi, con xe đi giống nhẽo hoài, con trai giống nhẽo hoài, ba lên dụng vậy. Biết đòi đấy rồi, nó nhẽo quá trời. Giờ nó biết mình chiều nó đó. Giờ còn thèm cộng thêm cô Loan có tên trong danh sách nữa. Cái lá này ngon á, ăn nó the the cái miệng tả vậy. Cái lá này họ làm bạc hà đấy chị Lộc, serum á. Bởi Mỹ nó kêu min đó. Dạ.
tên của nó là Min. Min là mặt hàng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Thì cái buổi chule for của gia đình Minh thật là đơn giản như vậy đó. Mọi người thấy như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy thích video này và ủng hộ kênh của mình, hãy bấm là like, subscribe và bấm luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người nhận video đầu tiên nhé. Mình sẽ chờ đợi với những video khác. Bye bye, hẹn gặp lại. Mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Thì cái buổi chule for của gia đình Minh thật là đơn giản như vậy đó. Mọi người thấy như thế nào? Nếu các bạn cảm thấy thích video này và ủng hộ kênh của mình, hãy bấm là like, subscribe và bấm luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người nhận video đầu tiên nhé. Mình sẽ chờ đợi với những video khác. Bye bye, hẹn gặp lại.